con cá tròi này. Ôi giời, đây hoa hoa. Chạy răng mất rồi. Đây rồi. Đây là con cá rô phi. Ấy. À. Ai ơi ơi. Con mất rồi. Đâu? Mất. Ôi. Cá rô phi. Đấy vứt ở đây nhưng phải lưng lên. Vào. Ai già lên rồi. Nó này lên thật rồi. Ai già. Ô. Không phải chạy lên con. Ở đây đây nó mắc dây đây này, nó mắc dây ở cái chuồng chó này, thảo nào không thấy lên cao. Đấy. Cho nó ăn lại mắc ở trên Abi rồi. Con mang dây đây chú. Mang đây. Mang đây mắc ở Abi rồi. Ok. Đâu. Nó mắc ở Abi rồi. Đây. Nào. Ui lặng phết nhỉ. Họ. Ấy. Mình chào tất cả các bạn nhé. Đây là cái hình ảnh mà bé gà mình nhặt ở vệ đường này. Hôm nay bây giờ là nó đã to lớn và nó khỏe mạnh như này rồi. Các bạn có thể nhìn thấy cái chân của nó rất chi là vàng và cái tai của nó rất chi là đỏ. Nói chung nó là một cái con gà mà hoàn toàn không có một cái bệnh tật gì nữa. Nó rất chi là khỏe mạnh các bạn ạ. Thế nhưng mà hôm nay mình có một cái chuyện này muốn báo cáo với các bạn. Đó là cái con chiêu công của mình ý, nó đang mang một cái bệnh cũng rất chi là nguy hiểm. Thì mình chỉ sợ là nó lây cho cái con gà này của mình ý. Thì hôm nay mình muốn gửi bé gà này đi nhờ một ai đó chăm sóc hộ mình một thời gian. Để sau này nếu bé công có khỏi thì mình sẽ đón con gà này về. Còn nếu bé công mà nó không khỏi mà nó mất đi thì sau này mình sẽ khử trùng chuồng trại rồi mình đón lại bé gà này về sau các bạn nhé. Đây nó rất là khỏe mạnh này. Ngoan lắm, nành lắm. Từ cõi chết trở về đấy. Nó là một con gà Ai Cập các bạn ạ. Thì mình đi gửi, bây giờ là gửi nó có một mình thì mình sợ nó buồn. Thì mình sẽ đi mua cho nó một người bạn nữa. Đó chính là mua cho nó một con gà mái để về làm bạn với con gà này. Rồi mình gửi nó đi thì người ta chăm hộ mình thì nó sẽ không bị buồn các bạn nhỉ. Đấy. Ngoan lắm. Úi giời, lặng phết, béo. Đợt này nó béo lên trông thấy các bạn ạ, lặng lắm. Tai đỏ, chân đỏ luôn. Rồi để cho nó đứng ở đây. Để mình đi mua cho nó một người bạn. Rồi xong đó là mình mang đi gửi nó nhờ ai chăm hộ mình một thời gian nhé. Anh ơi, anh có nhà không ạ? Em nên em bảo anh bảo là anh để lại cho em một con gà Ai Cập màu trắng để em về em làm giống với con gà của nhà em. Rồi ok. Vâng. Thế thì anh bắt cho em một con. Dạ vâng ạ. Đây thì em cứ đứng ở ngoài này thôi ạ. À đẹp có vừa đúng cái tầm gà nhà em. Anh cứ bắt cho em một hai con cho em thích bắt nào bắt nha. Anh bắt cho em một con thôi, không cần đâu anh ạ. Đây. Đấy. Đây là con mái này anh. Thôi không cần phải chọn đâu anh ạ. Cái con này là đẹp rồi. Anh tốt quá, anh lại bắt cho mình thêm một con nữa. Đẹp quá, đúng cái tầm gà nhà mình rồi đây này. Luột thế nhỉ. Cũng bị cắt mỏ các bạn. Gà Ai Cập này người ta nuôi để người ta cắt mỏ này. Để cho nó khỏi mổ nhau ấy. Đẹp thật đấy. Em nghĩ là em bắt con này đi, con nào cũng được. Con này thì có vẻ nó sạch lông hơn. Con nào của anh nó cũng khỏe rồi. Anh là vừa rồi anh lại cắt thêm mỏ cho nên nó sẽ hụt hơn trước đấy. Vâng. Nó không như trước. Anh cắt thì chuyên nghiệp thì nó vẫn không ảnh hưởng đến việc ăn uống, nó chỉ gọi là không để mổ nhau thôi đúng không? Chắc chắn là nó mổ dưới đất thì sẽ không mổ được đâu. Đúng rồi. Đấy, bởi vì anh cắt đến cái phần mà nó sẽ không mọc lại được nữa rồi. Vâng. Đây, cái phần mà nó đến cái sụn nó trắng á. Bắt đầu đến cái tủy. Là nó không còn mọc lại được. Nếu mà cắt lông ít hơn thì nó sẽ mọc lại được. Vâng ạ. Bắt con đấy chứ. Vâng, em bắt con này được rồi. Được, ok. Con này anh lấy em bao tiền ạ? Thôi, lấy số 150 thôi. Vâng. Đây thì thường anh đầu tư thì không đến đâu vậy đấy thế. Vâng, con thế này em vui rồi. Đây, anh cầm một em.
À, cái lứa gà này là vẫn là cái lứa gà đợt trước mà em nên nghiền bột mà anh bắt đầu mới úm đấy. Hôm nay là được tầm 3 tháng. Thế cái con ở nhà của em cũng to phết rồi đấy. 3 tháng rưỡi gì đấy. Dạ vâng. 3/28 tháng riêng. Vâng ạ. À, em cảm ơn anh nhé. Thế em cũng xin phép em về luôn đây. Vâng được em. Em cũng phải về đây. Nó lành. Cốc. Bạn về đây Quỳnh ơi, Quỳnh cầm lên đây cho bố. Đấy, đây. Một con gà mái các bạn ạ. Cái con gà của nhà mình ý, nó là một con gà trống. Và mình có mua thêm cho nó một người bạn. Đó chính là con gà mái. Đây, con thả hai con ra đây cho bố xem nào. Đây, cho các bạn nhìn nhé. Cái con gà này của nhà anh ý, cái lúc mà mình lên nhà anh mình nghiền bột ý, thì mình thấy là nó cũng chạc chạc với cái con gà này mà mình mới nhặt về đường về. Và hôm nay mình mua lên mua thì cái con gà của anh nó cũng chỉ to bằng con gà này của mình thôi. À, chứng tỏ là mình chăm một con gà ốm cũng không kém gì anh chăm một con gà khỏe đâu các bạn nhỉ. Đấy, nó cũng không có to hơn đâu. Cái lúc mà mình gặp là con gà này nó cũng bé như con gà của mình ấy. Đây các bạn xem này. Cúc. Đây gà của mình nó khỏe mạnh không? Cái tai của nó nhá, rất đỏ, cái chân nó vàng. Cái con này hình như là có vẻ là ơi mỏ nó còn trắng trắng hơn này. Mỏ trắng trắng hơn rồi chân nó còn không được vàng bằng con của mình ấy. Đây các bạn nhìn thấy có phải chân của nó không được vàng không? Đấy. Cái chân của con gà mình nó còn vàng hơn này. Đẹp hơn. Nhưng mà rồi tốt rồi, thế này là nó đã có thêm một người bạn rồi đấy. Nó đang làm quen nhau các bạn ạ, nó đang làm quen nhau. Rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ nhờ nhân nuôi hộ mình hai con gà này. Nếu như mà sau này nó mà đẻ được thì là cái tốt, mình sẽ đón nó về sau. Rồi. Có phải đêm buồn, đêm lang thang, đốt cháy trái tim. Mở nhà. Cháu lánh nạn một tí, lánh nạn một thời gian. Nhất ơi. À đây rồi. Như lúc trước anh điện với chú ấy, bảo là chú cho anh gửi chú hai con gà này. Một con gà của anh cũ và một con gà anh mới mua thêm để làm bạn với nó thì chú nuôi hộ anh một thời gian. Bởi vì con công của anh bây giờ nó đang bị ốm ấy. Nếu để ở đấy mà nó lây ra cái con gà này cũng rất nguy hiểm. Thì công anh chạy chữa nó bao nhiêu thời gian rồi mà giờ nó lại bị bệnh. Giờ lại để nó bị bệnh lại thì nó giống như con công thì cũng nguy hiểm. Bây giờ anh đố chú xem là cái con gà nào là con gà mà anh nhặt về được và con gà nào anh mua nhé. Đây, để anh vứt ra cho chú xem. Nói chung là nó khỏe mạnh hoàn toàn luôn. Đây. Đấy. Một con này, hai con này, như nhau luôn, đúng gà Ai Cập, một trống và một mái. Chú xem con nào là con của anh. Con nào con của anh ấy? Con này. Sao chú biết? Con này mỗi lần lên thấy nó màu nó rực hơn. À thì nó là con trống đấy. Thì anh mới bắt thêm một con mái này, cái con mái này màu lụt hơn này. Em thấy màu nó rực hơn, con này màu đỏ hơn. Nhưng mà hai con nó nặng ngang nhau. Rồi thế thì chú chăm hộ anh nhá, sau này anh đón sau. Hộ anh chăm anh giúp anh một thời gian. Để anh cố gắng chữa cho con công cho nó ổn định đây. Đấy thì hình ảnh bé gà đây các bạn này, nó cũng rất nhiều kỷ niệm với mình ấy. Kỷ niệm là từ khi mà mình nhặt nó ở ngoài vệ đường, nó ốm yếu, bây giờ nó bé lắm. Bây giờ nó bé tí tí cơ. Đấy, nó cứ gật gà gật gù về mãi chả ăn, cuối cùng mình chăm sóc nó đến bây giờ thì nó có cái hình dáng như thế này, chính là nó đấy. Có bạn mới nhá, có bạn mới nhá. Bạn mới hơi rát đó là cứ lầm. Đấy. Cháu chào hai bác chăn bò đây à? Bò. Dạ vâng. Nhà mình có nhiều bò không hả bác? Con kia thôi. À đầu con không có bò con hả bác? Không. À vâng. À các bạn ạ, vừa ở dưới nhà nhân về thì mình lại phải lấy ngay ra một cái chiếc rủi để xuống đây bắt thêm ít tôm nữa. Hôm qua bảo là bắt tôm về để cho chim nó ăn ấy, thế nhưng mà ngon quá thế nào mình hôm qua tập hết rồi. Hôm nay phải đánh thêm một tí nữa để nghỉ một thời gian dài. Không thì mấy hôm nay ở đây nước nó lắng nhiều ấy các bạn ạ. Nó nhanh cạn lắm, cạn thì tôm cá nó cũng chết hết, nó cũng phí ấy. Thì thôi mình rảnh hôm nay được cái buổi nước nó cạn thì mình cứ đánh cho nó hết đi. Không thì đằng nào nó chết cũng phí.
cái chỗ này hôm qua là mình đánh rồi này, hôm nay mình chuyển sang cái vế bên này. Ấy giả giả, mình phải đợi cho các già các bác đi chăn bò thì mình mới dám ra đánh các bạn, không thì một mình ra đây vào buổi trưa là cũng không dám ra đâu, ngại phết đấy. Hôm qua trai trai ở đây thì vẫn còn nhiều lắm, nhưng mà hôm nay chắc không còn nữa rồi, bởi vì hôm qua mình quay video bắt trai trai như vậy thì hôm nay mọi người cũng biết hết rồi, bắt hết rồi, chả còn con gì nữa đâu. Mình có bắt được ít tôm ít tép về thôi. Rất nhiều dấu chân, hôm nay dấu chân hút chai, hôm nay không còn cái con hút nào nữa luôn. Hết sạch hút chai rồi. Ui, ui, ui. Ui, cá ui. Cá nhiều chưa? Ui. Bây giờ mình sẽ lao thẳng cái rủi vào trong cái bụi cây này các bạn nhé. Ở trong bụi cây này nắng này cá nó giúp nhiều lắm. Không biết là liệu mình có lao được vào không. Phải nhanh thì cá nó mới không chạy được. Nó ui. Ui. Cá nó dạt lên trên. Không kịp với nó các bạn ạ. Nhiều lắm nhưng mà không kịp. Ui cá tròi này. Ui cá tròi này. Ui cá tròi. Cá tròi nó lao cả lên bờ luôn. Ui. Mình vào đây kiểu gì nhỉ? Cầm mọi anh cái nón. Thì ở đây có gai thì mới có cá. Có gai thì người ta mới không bắt được. Ui ôi. Nhiều gai lắm các bạn ạ. Em bắt được con cá to đây. Đâu? Bắt. Ôi. Cá rô phi. Cá rô phi. Đấy vứt ở đây nhưng phải lâng nó lên. Vứt ở trong cái đụt ấy, vứt trong đụt ấy. Mình phải vứt cả lón này mình giúp vào trong này các bạn. Ở trong này nhiều cá tròi lắm. Nhưng mà khó vào đây. Ai. Khó vào đấy. Nhiều gai góc quá. Ai à. Ui gai dày đặc chân luôn. Kìa con cá tròi nó rúc đầu lên tận trên kia kìa. Bây giờ mình bắt nó kiểu gì ta? Khó nhỉ. Ui. Ui cá cò cũng nhiều lắm. Ui cá cò này. Ui cá cò nhiều chưa này. Ai xà xà. Cái con cá tròi này. Ôi giời, đây hoa hoa. Nó chạy ra mất rồi. Nó chạy ra mất rồi. Ở trên này. Ơi. Đây. Đâu? Nó rút rồi, nó chạy mất rồi. Chạy rồi. Ôi da. Cá nào cả vào mặt. Đây rồi. Đây là con cá rô phi. Ai ơi. Hoài mất rồi. Con cá rô phi không tiếc lắm. Rô phi thôi. Rô phi. Mình đã về nhà rồi. Cứ tưởng là hôm nay thẻ lào cũng được nhiều hơn hôm qua, bởi vì hôm nay mình dành nhiều thời gian hơn đi đánh rủi ấy. Thế nhưng mà hôm nay cũng không có nữa. Kiểu như là người ta cũng biết rồi ấy các bạn ạ. Đâm ra là người ta đánh cũng gần hết rồi. Mình hôm nay đi là mót nại. Hôm qua là kiểu như là mình là người phát hiện ra cái chỗ có cá đầu tiên, có trai trai đầu tiên ấy, cho nên là mình đánh được nhiều. Đánh 1-2 xúc thôi là được bao nhiêu, nhưng hôm nay đánh 4-5-7 xúc mới được có từng này tôm này. Từng này tôm thì cũng không phải ít, đây cũng được tầm nó khoảng lửa lạng hoặc gần một lạng gì đó đấy. Được bữa rồi, thế nhưng mà không, hôm nay mình không ăn, hôm nay mình để dành cho chim. Cái cá lạnh thế mình cất tủ lạnh, cái con nào nhỏ thì mình cho chim ăn dần này. Con nào to thì mình nấu cho cháo, nấu cho chó. Mình sẽ nhặt lên 1-2 con tôm con mình mang lên cho thả trong cái bể cá. Sau bao nhiêu ngày mong chờ các bạn ạ, hôm nay chim manh manh của mình cũng đã bắt đầu ra khỏi tổ rồi này. Đây cho các bạn xem hai con chim manh manh nó mới ra khỏi tổ. Một con ở trên chiếc giọ và một con đứng ở ngoài cùng cái cầu này. Đây một con này. Đấy, xinh xắn chưa? Ê, bên đây nữa này. Nhìn lúc bé này nó có khác gì con chim di đâu các bạn nhỉ? Y như con chim di luôn. Đấy. Đầu tiên mình tưởng là được 4 con thế nhưng mà hóa ra được có 3 con thôi các bạn ạ. Hai con nó ra trước rồi, còn một con nó vẫn ở trong này này.
ở trong này không biết là bây giờ liệu mình còn nhìn được nó hay không. Mình sẽ bật cái flash lên. Đâu nhỉ? Đấy đấy, một con nó làm sâu tít ở trong này này. Ấy sợ. Khó nhìn lắm, nhưng mà nó được 3 con, được 3 con thôi các bạn ạ. Nó chuyển lên màu, nó mới non này là mỏ nó vẫn còn màu đen đen này. Nhìn cái cảnh bố mẹ nó bón cho con, nó nhìn thích nữa các bạn ạ. Nó đói ăn, nó cứ đòi bố nó bón cho nó, kể cả mình đứng đây nó vẫn đòi bón, hay lắm. Đấy, hai con này nó lành hơn con bố mẹ một tí. Đẹp. Này, ôi giời, ngon. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ô, không ăn à? Ăn đi. Ôi, rửa mặt. Nhìn đẹp nha. Thôi đẹp trai rồi, không phải rửa nữa. Cún không được nhìn em nha, nhìn em nó sợ. Cún, ôi, ra ngoài cún nó cắn giờ. Chết. Đây là cái con chuột hamster của mình duy nhất còn lại các bạn ạ. Trước đó thì mình có 3 con chuột hamster đực cơ, thế nhưng mà vì toàn là đực ấy, thế là các em xin về làm giống 2 con thì mình đã cho 2 con đi rồi. Đấy, bây giờ mình chỉ còn có một mình cái con chuột đực này thôi này. Hôm nay quay video ấy thì mình có mang cái sâu quy này rang lên để cho hamster ăn nhìn cho lịch sự, còn thường ngày ấy nếu mà không quay video thì mình toàn vứt cả cái con sâu quy cho nó vào cho nó ăn sống nữa các bạn, cho ăn sâu quy hoặc là cho ăn dế đấy. Còn thức ăn thường ngày của nó đây này các bạn này. Đây, thức ăn thường ngày của nó là bình thường là mình vẫn cho ăn bằng cái thức ăn người ta đóng gói sẵn này này. Đấy, bát cắt tắm này. Đây là chai nước để giải nhiệt mùa hè này. Bây giờ là vào mùa hè ấy, là thời tiết nó vẫn còn rất chỉ là oi bức ấy, mình cũng không muốn ghép chuột sinh sản ấy. Mình muốn để cho nó ở một mình này thêm một thời gian nữa. Sau này thời tiết nó ấm lên ấy thì mình sẽ lên phố mình mua thêm một cái con chuột cái về để mà ghép sinh sản sau. Mùa hè này là nuôi chuột này nó vất vả lắm, cho nên là thôi tạm thời mình không nuôi sinh sản nữa, để từ từ đã. Nó thích trèo lên tay mình lắm, bởi vì cái con chuột này trẻ con nhà mình nghịch nhiều lắm. Cứ thi thoảng nó lại lôi ra nó nghịch ấy. Nó không cắn đâu. Cái con này nó lành lắm, nó không có cắn người đâu. Nó độc thích trèo lên tay thôi. Đấy, nó đang rúc người người này. À Ngọc Mai, hôm nay có gió rồi đấy, con có thả diều không? À đây thả diều đây rồi đây. Thôi thì sao con lại thả ở đây? Phải thả lên trên đây thả chứ. Thả ở đây sao là vướng dây mắc vào trong các cái cây tre rồi là cái mái tôn của bố đứt diều ngay. Các ừ thì bố cứ nói nhầm mồm thế. Đấy, để hôm nào mình sẽ mua thêm một cái con hamster khác về ghép giống sau các bạn nhé. Cái con hamster cái của mình ngày xưa mình nhớ không nhầm là nó bị con chuột nhà nó cắn chết mất rồi ấy. Đấy, nâu ghê rồi, bây giờ nó cắn chết mất nâu lắm. Đây là con của nó. Đây là con của nó. Đấy, bây giờ mình sẽ cất nó đi. Biết cái gì không? Làm đuôi diều của bố. Đúng rồi, khả năng bố phải làm cho con một cái đuôi diều thì con thả nó mới nên tốt hơn. Chứ hôm nọ nó hơi quay là cái gì bố? Nó quay con cút đi, mấy nãy nó đâm đầu xuống đất đi. Đâm đầu xuống đất nó có 2 lần thứ 3 thành công. À đúng rồi, nhưng mà bố cho đuôi vào để cho lên trời nhìn nó dễ hơn đi. Tức là mình nhìn nó dễ hơn đấy đúng không? Ừ. Vâng. Thế sao hôm nay nghe ngọ thế, hôm nay mũi tắc à? Lúc tối nha, con mũi cứ nó xì xuống. Điều hòa luôn vào. À, điều hòa vào. Thế hôm nay người có mỏi không? Hôm nay của mình đi tiêm Covid vậy sao? À, đi tiêm Covid về. Thế thì bố mới hỏi là người có mỏi không? Không mỏi. Đây, bố cầm đây để bố buộc đuôi này vào. Được chưa? Nào, con chạy một tí đi. Chạy đi. Chạy đi thì bố mới đâm được. Nào, lên ô lên ơi. Nào, ây da, lên rồi nè, lên thật rồi. Ây da, ô không phải chạy lên con. Ở đây nó mắc dây đây này, nó mắc dây cái chuồng chó này. Thảo nào không thấy lên cao đấy. Đây đi, cho nó ăn, nó lại mắc ở trên cái Abi rồi. Con mang dây đây chú, mang đây mắc ở Abi rồi. Kia đâu. Nó mắc cả Abi. Đi. Bỏ ra một đứt dây giờ con. Đấy, ấy xây. Chết rồi. Nó lùi rồi. Nó lùi xuống ao rồi. Ấy, ô.
tự nhiên nó lại mất gió nhá các bạn. Đấy, gió to rồi, gió to lại lên rồi, lên rồi, lên. Đúng là các cụ bảo lên như diều gặp gió ghê nhỉ. Ôi ôi, căng đét luôn. Ghê nhỉ. Đã đời. Đang gió to, mình nhân lúc gió to để mình tra thêm. Quả này cho lấp mây luôn, không còn nhìn thấy gì nữa. Con nhìn thấy nữa không? Xa tít một tóc luôn. Cả cái quạt chỉ này của mình thả hết cái diều này luôn. Xem là nó cao đến đâu nào. Ừ, gần hết đi quạt chỉ rồi các bạn ạ, gần hết rồi. Xuống nào được. Đấy. Đừng giật nó đứt dây con. Ui ui, lặng không này. Lặng không này, cầm bố xét nào. Đây này cầm, không đứt chỉ. Ui lặng lắm. Ôi giời. Không đứt đấy. Gió to quá, ui gió to quá con ạ. Để gần nấp mây luôn. Thấy sao. Gió to quá các bạn ạ. Gió nấp một ngọn phải không? Mất rồi. Mất diều rồi. Thôi. Gió to quá nó quay. À lại lên rồi, lại lên rồi. Ý gì đâu nhỉ? Đâu 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 đâu. Tận 9 tầng mây. Đấy. Gió to quá, gió này không hợp thả diều chỉ các bạn ạ. Gió này chỉ có thả diều sáo thôi. Ôi giời ơi. To quá. Ngọc Mai đứng cầm có lặng không? Cực kỳ lặng luôn đấy. Gió nó bị lệch sang một hình một vế đấy. Đâu rồi, đâu rồi, xuống chưa? Con đừng giật, không phải giật, gió to này con không phải giật, gió to này không phải giật. Đây, đây, đây. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, vào vườn mít nhà ai rồi, vào vườn mít nhà ai rồi. Vào vườn mít nhà ai rồi. Vườn mít nhà ông Dũng. Chết rồi, chết rồi. Kìa, vườn lợn nhà bố. Đâu. Càng ngày em càng to kì. Đây, đây, nó vẫn đang bị quay bởi gió đấy, gió to quá nó quay tít quá. Ờ, chú chào con ở đâu? Ở Trung Hòa. Ờ, xuống đây bảo gì chú con? À, bị bệnh chết rồi á, thế là con cho chú cái này gì? Ờ, được rồi, chú cảm ơn con nhé. Rồi, con ở đây chơi cho mát đi, sau... Đấy, để chú cất cái này đi. Ồ, thế con đi bằng cái gì xuống nhà chú đây? À, đi với anh nhỉ?